Thanh Trúc kính chào quý vị. Thanh Trúc đang có mặt tại Hội Nhiếp ảnh Việt Nam vùng Washington DC. Kính thưa quý vị, Hội Nhiếp ảnh Việt Nam vùng Washington DC được thành lập từ năm 1993 và cho đến 2003, tính đến lúc này là 20 năm. Vì thế hôm nay là dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập của Hội Nhiếp ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, đồng thời cũng là ngày kỷ niệm tân niên để cho tất cả các học viên gặp nhau, và có rất nhiều học viên được tham dự ngày hôm nay với một chương trình văn nghệ rất đặc sắc. Tuy nhiên xin mời quý vị theo dõi bài phóng sự của Thanh Trúc lần lượt trình bày cùng quý vị sau đây. Thì mỗi năm chúng tôi có những cái khóa mới được thành lập, và mỗi khóa như vậy chúng tôi có 3 lớp học. Cấp 1 dành cho những người muốn học về căn bản, cấp 2 dành cho những người muốn học về sáng tác nghệ thuật, và cấp 3 chúng tôi đi sâu về vấn đề kỹ thuật sử dụng các software cũng như Photoshop trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Thì cứ mỗi một khóa học như vậy chúng tôi thường nhận là trên dưới 100 người cho 3 lớp, mỗi lớp khoảng trên 30 người. Vâng, kính thưa quý vị, như là quý vị đã nhìn thấy những hình ảnh, hôm nay có rất đông người tham dự, nhưng mà có thể nói là phần lớn là học viên của Hội Nhiếp ảnh từ lúc mở đầu cho đến lúc này. Có nhiều người đã nhiều năm sinh hoạt với hội, nhưng mà cũng có nhiều người mới chân ướt chân ráo, mà chừng như là ai nấy đều say mê cái nghệ thuật chụp hình. Khi em được tham gia vào Hội Chụp ảnh, em học hiểu về nghệ thuật và cộng đồng Việt Nam rất là nhiều, về văn hóa người Việt Nam, và em học hiểu được là một tấm ảnh có rất nhiều chi tiết để làm một tấm ảnh đẹp, phải có đúng ánh sáng và đúng quy mẫu và bốn cục rất là quan trọng trong một tấm ảnh đẹp. Thanh Trúc cũng thưa với quý vị là Hội Nhiếp ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn có những cái buổi đi dã ngoại, cho nên mọi người rất là vui, là bởi vì cả một tuần rồi, cứ đến cuối tuần là họ háo hức, họ cùng nhau đi dã ngoại, họ đi thật sớm, họ đi đến những vùng rừng núi, họ đi đến những công viên, họ đi đến những cái nơi thắng cảnh để họ cùng nhau thực tập chụp hình và chỉ dẫn cho nhau, và có những người thầy đi theo để mà chỉ cho họ. Thành ra đây là một cái sinh hoạt có thể nói là lành mạnh, bên cạnh những cái gọi là tập để mà chụp hình, tập để mà nhắm, tập để mà thu vào ống kính những cái hình ảnh đẹp, thì còn có những cái sinh hoạt trao đổi tình thân giữa các hội viên, và nhất là một cái sinh hoạt lành mạnh ở ngoài thiên nhiên.